Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Dũng Taylor đáp trả hỏi tâm, nói mình dự hơi hỏi Linh và đón thi hài nghệ sĩ chia tay. Những ngày qua, Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương vướng lùm xùm dự hơi hỏi Linh và rùm beng trong vụ đưa đón nghệ sĩ chia tay. Trước việc bị tố, Dũng Taylor đã phải lên tiếng. Mới đây, nghệ sĩ Hoài Tâm đã livestream tố Dũng Taylor là người dựa hơi danh hài Hoài Linh nói sai sự thật. Theo đó, Hoài Tâm trình bày lại toàn bộ sự việc đón thi hài của nghệ sĩ chia tay sang Mỹ. Cụ thể, ngày 7 tháng 1, Hoài Tâm nhận được nhiều chú ý khi livestream trên trang cá nhân bày tỏ sự phẫn nộ với Dũng Taylor. Chồng ca sĩ Thu Phương, nam danh hài cho biết phải đính chính ba điều mà Dũng Taylor đã nói sai về mình để bạn bè khán giả không bị hiểu lầm. Trong video hôm ngày 6 tháng 1, Dũng Taylor nhắc đến Hoài Tâm và khẳng định nghệ sĩ Hoài Linh đã dẫn dắt Hoài Tâm vào nghề, còn anh là người đã xây duyên cho Hoài Tâm và Việt Hương thành một cặp bạn diễn ăn ý trên sân khấu. Tuy nhiên, trong livestream này, Hoài Tâm phủ nhận những điều trên. Tôi rất yêu mến anh Hoài Linh, nhưng tôi phải đính chính rằng anh Linh không phải là người đưa tôi vào nghề. Tôi nể và yêu thích anh Linh nên mới lấy nghệ danh là Hoài Tâm. Anh cũng không phải là người xây duyên cho tôi với Việt Hương. Người giúp chúng tôi gặp nhau là nghệ sĩ Hoài Linh. Tôi nói ra đây vì không muốn phụ công những người đã giúp tôi trong những ngày đầu. Anh Dũng nói như thế là hoàn toàn sai. Anh ấy đang muốn mượn tên anh Hoài Linh để gây sự chú ý, Hoài Tâm chia sẻ. Nam danh hài cũng phủ nhận chuyện mình phải mang ơn Dũng Taylor. Anh cho rằng chính Dũng Taylor mới là người mang ơn mình vì nhiều lần anh đã giúp ông xã Thu Phương trả nợ và cứu những lần bị bể xô. Thời 2003 tới 2005 là đỉnh cao của gala cười nên tên tuổi Việt Hương, Thiên Nga hot lắm, ai cũng mê. Chính vì vậy ba người chụp giật để mang họ qua hải ngoại nhằm bán vé kiếm tiền chứ không ai tốt đẹp gì hết. Bởi vậy anh Dũng Taylor nên biết ơn Việt Hương vì Việt Hương đã giúp anh kiếm tiền. Anh đừng bao giờ so sánh trung tâm D&D của anh với trung tâm khác như Vân Sơn Thiết Nga, vì họ là nơi đào tạo ca sĩ, nắng bóp nghệ sĩ từ vô danh thành nổi tiếng. Họ phải bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức để suy tư dựng hình ảnh như thế nào cho đẹp để lăn xê ca sĩ. Còn anh là bầu xô, tức chỉ là hợp đồng lao động, ở thế ngang bằng với nghệ sĩ chúng tôi. Anh vỗ ngực xưng tên ở Mỹ bao nhiêu năm, nắm được luật lệ này nọ mà anh không hiểu được. Điều đó sao? Anh đâu cho nghệ sĩ chúng tôi được cái gì đâu. Tôi phải nói ra như vậy để mọi người thấy anh Dũng Taylor nói rằng phải nhờ có anh ta mới có tôi và Việt Hương ngày hôm nay. Có đúng không? Tôi buộc phải lên tiếng. Anh làm bầu xô, sắp bị bể xô, người ta đến cứu anh. Đáng lẽ anh phải trả gấp đôi, cách xê và mang ơn người ta mới đúng. Đời nào lại bắt người ta mang ơn anh? Tôi nói ra ở đây chắc chắn anh chị em nghệ sĩ sẽ hiểu cho tôi rằng khi diễn thế, người khác sẽ rất áp lực vì khán giả không hề thích điều đó. Họ đến để coi cái người trên băng rôn, chứ đâu coi người diễn thế. Đâu dễ dàng gì tôi có thể diễn thế để cứu xô cho anh Dũng Taylor được. Tôi không dám nói rằng anh phải mang ơn tôi, nhưng tôi không muốn anh nói tôi mang ơn anh, rồi anh là người này người kia. Xin lỗi, nhưng anh không làm gì hết. Anh chỉ là một người bầu xô, tổ chức event, làm hợp đồng lao động với nghệ sĩ thôi. Và sự thật là người ca sĩ đó phải nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền ra cho anh thì anh mới mời, chứ làm gì có chuyện anh giúp đỡ một nghệ sĩ vô danh rồi đưa tên tuổi họ lên. Không có chuyện đó đâu anh. Chính anh còn nói nếu Hoài Tâm kết hợp với Việt Hương thì anh sẽ không búp xô Việt Hương nữa. Anh muốn Việt Hương kết hợp cùng người khác. Tôi nói luôn từ năm 2007, khi tôi và Việt Hương nổi tiếng tại hải ngoại, đi diễn khắp nơi, từ chùa chiền đến hoạt động cộng đồng, không xô nào của anh hết. Mọi người không tin, có thể tìm lại xem thời gian đó anh ấy có mời tôi và Việt Hương hay không. Nhắc lại vụ việc liên quan đến đám tang của nghệ sĩ chí tài, Hoài Tâm thể hiện thái độ bức xúc với các hành sự của Dũng Taylor. Hoài Tâm cho biết đã cố gắng thuyết phục để nhà hoàng cho phép ca sĩ Phương Loan, bà xã Chí Tài và Chí Thiện, anh trai Chí Tài, ra sân bay đón linh cữu của nghệ sĩ, nhưng vẫn bị từ chối. Anh không hiểu bằng cách nào Dũng Taylor có thể bắt chấp để vào bên trong quay phim và chụp hình. Anh nói người được gia đình giao trách nhiệm là hậu sự kém hiểu biết là anh tát vào mặt tôi rồi. Trong khi máy bay đang đưa thi thể anh Tài về, tôi đã làm việc với nhà hoàng trước mặt chị Loan và anh Thiện. Tôi đưa ra rất nhiều phương án và xin nhà hoàng cho tôi chở chị Phương Loan theo sau xe ra sân bay. Tuy nhiên phía nhà hoàng từ chối vì nói họ phải làm đúng nguyên tắc và pháp luật. Tôi không biết anh đã bắt chấp như thế nào để có được những thước phim đó. Anh nói tôi không hiểu luật pháp,
Nếu cần chúng ta trả đôi chứng trước cơ quan chức năng, tôi sẽ mời đại diện phía nhà hoàng đến live stream, Hồi Tâm nói. Lúc này Hoa hậu Thu Hoài, Chí Thiện, anh trai của nghệ sĩ Chí Tài và nhạc sĩ Hoài Phương, chồng nghệ sĩ Việt Hương cũng có động thái chia sẻ live stream của Hoài Tâm lên trang cá nhân. Trước đó Thu Hoài cũng cho rằng Dũng Taylor nợ gia đình Chí Tài một lời xin lỗi vì tự ý vào sân bay đón quan tài, khiến những người thân của cố nghệ sĩ khổ tâm vì bị hiểu lầm. Cô nói, biết Hoài Tâm nói ai, lời nói như lưỡi dao, đánh làm tổn thương gia đình người ta không? Tại gia đình họ bị hiểu lầm, bị dằn vặt đủ thứ, từ khi anh tung cái clip có duyên nên được đi đón anh Tài đó. Người thân không đi được, để YouTube đi đón rồi quay hình, chụp ảnh. Anh có hiểu cảm giác của họ không? Tới tận bây giờ người ta vẫn không hiểu bằng cách nào anh lẻn vào được sân bay để quay chụp, trong khi không ai ủy thác trách nhiệm đó cho anh. Bởi ngay cả người thân anh Tài đã năn nỉ hết cách để được ra gặp nhưng không được, còn một người không được mong đợi lại thay họ làm điều đó, rồi để dư luận đặt câu hỏi rằng tại sao Dũng đen vào được mà gia đình lại không vào. Nước mắt người ta dành để khóc người thân, không phải để khóc vì những tai họa anh mang tới, Thu Hoài nhấn mạnh. Trước những lời tố của Hoài Tâm, mới đây Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu, đã lên tiếng nói về việc giữ hơi Hoài Linh. Chồng Thu Phương cho biết, tôi không hề đua phay Hoài Linh như em nói. 4 năm rồi, anh chưa gặp Hoài Linh, nhưng anh thấy Hoài Linh là người có tình nghĩa, nên khi nhắc đến anh Tài, anh lại nhắc tới Hoài Linh. Là như thế em à, anh nghĩ là vì giờ anh không còn làm bầu show nữa, nên em mới đứng ra nói anh như thế. Anh thấy Hoài Linh ốm hốc hác, chạm quan tài Chí Tài lần cuối trước khi chia tay. Anh thấy mọi thứ nó vô thường, tất cả những kỷ niệm của ba anh em kết thúc rồi. Hỏi Linh ngồi sau xe để chấp lại mọi người, làm sao mà không thương nó. Hỏi Tâm à, em đừng vì sân si mà không thấy được vấn đề. Lúc nào anh chỉ nhắc tới Hoài Linh mà không nhắc tới Chí Tài thì em hãy bàn tới. Nói về việc đi đón thi hài nghệ sĩ Chí Tài tại sân bay, Dũng Taylor nhắn với Hoài Tâm, nhân viên nhà hoàng rất khéo. Họ nói nếu đi vào phi trường khi máy bay đáp xuống đón linh cữu anh Chí Tài thì không được. Tuy nhiên mình đâu có đột nhập vào phi trường đâu, em nghe người ta nói nhưng không nắm bắt. Anh đi theo như một người hâm mộ yêu mến anh Tài. Nếu anh không đi được thì hàng triệu người sẽ không thấy được hình ảnh đó. Giống như em nói, em tôn trọng quy trình của nhà hoàng nên em không đi. Chuyến đi cuối cùng của anh Tài mà không có người đón anh ấy thì anh mới thấy có lỗi. Anh đã làm đúng với anh Tài, em không nắm bắt và thiếu hiểu biết là điều anh muốn nói cho em biết đó.